vấn đề này. Ủa, chưa có hưu hả? Không có tiền hưu hả? Rồi chồng có hưu không? Vậy Hà bây giờ cũng lớn tuổi không? 44. Ồ, vậy bằng tuổi thằng Tính. Tôi sanh tôi năm 52 vậy tôi 66. Chị Yến sống 9 này. Ở nghe nói cô Tiếu cô mất rồi không? Cái kỳ mà cô còn sống á, cô qua thăm cô mấy lần rồi về sau qua ngủ đêm với cô á, cái về sau không 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 về nữa, mệt nó không về đi. Chứ sao được ở đó bên bên Việt Nam á, Hà bán quần áo vậy nha, dẹp hết hả? Rồi Hà giờ lại sống bằng gì? Kiếm thì phải có vốn thì mới làm nổi, không có vốn bó tay à. Đất ở Việt Nam nhưng mà nhiều khi biết nó có cho bán hay không thấy mệt. 200 mấy triệu hả? 200 mấy, 200 mấy ngàn đô hả? Nhà đâu? Ủa vậy thôi đủ sống rồi hả? Tháng cũng như lý xe hả? Cũng như lý xe hả? À lý gọi là thuê thuê dài hạn đó hả? Mình phải renew cái list như vậy à. Nhiều khi nó tăng cái list lên mình cũng phải gắn kiểu ha. Vậy Hà còn còn quốc tịch Việt Nam hả hay sao? Nhờ nhiều khi nó bán mình đâu có làm việc gì mình. Hồi đó cô Tiếu đó, cô cũng nhờ bạn cái người bạn nó đứng cái nhà kế bên đó, cái chừng nó đi Mỹ cái nó dâng cho không. Cô nói chuyện với mình, nó nói là cô để tên cho người bạn rồi cái người bạn đi HO cái đưa cho cộng sản, thế là mất nhà. Cái nhà kế bên nhà của cô á, cô để cho người bạn gái đứng tên à, rồi chừng cái người ta đi HO thế là phải đưa cho cộng sản, thế là mất. Cô có kể mình mà mỗi mỗi lần về chơi lên ở nhà cô mình đi.